Ngày 13 tháng 7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án nâng khống giá thiết bị, ăn dày trên lưng bệnh nhân xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai. Viện kiểm sát truy tố ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc bệnh viện về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can Nguyễn Ngọc Hiền, cựu phó giám đốc bệnh viện và bà Trịnh Thị Thuận, cựu kế toán trưởng, các bị can Phạm Đức Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty BMS và Ngô Thị Thu Huyền, phó giám đốc cũng bị đề nghị cùng tội danh. Theo cáo trạng Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai thực hiện nhiều đề án xã hội hóa liên danh, liên kết, trong đó có việc lắp đặt các hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật giữa bệnh viện và công ty cổ phần công nghệ y tế BMS, xuất phát từ việc biết bệnh viện Bạch Mai có chủ trương phát triển ngoại khoa, khoảng tháng 5 năm 2016, Phạm Đức Tuấn đến gặp ông Quốc Anh để bàn việc hợp tác cung cấp các hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật cho bệnh viện Bị can Tuấn giới thiệu về công ty BMF là đơn vị phân phối hệ thống robot ROSA hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sọ não và robot Marco hỗ trợ phẫu thuật khớp gối, đề nghị được cung cấp, bán hai hệ thống này với giá 39 tỷ đồng và 44 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên ông Quốc Anh không đồng ý mua mà đề nghị Phạm Đức Tuấn làm đề án liên danh, liên kết để đặt máy tại Bệnh viện Bạch Mai. Quá trình thực hiện đề án không có văn bản đề xuất lắp đặt máy của khoa phẫu thuật thần kinh đối với robot ROSA và của khoa chấn thương chỉnh hình và cuộc sống đối với robot Marco. Ông Quốc Anh chỉ đạo Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Hiền cùng Phòng Tài chính, kế toán Bệnh viện Bạch Mai hoàn thiện các thủ tục để liên doanh với công ty BMS. Bị can Đức Tuấn đã liên hệ với Trần Lê Hoàng, thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội, để thỏa thuận việc cấp chứng thư thẩm định giá robot Rosa 39 tỷ đồng, robot Marco 44 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai, nhằm hợp thức hóa giá thiết bị đưa vào liên doanh, liên kết với bệnh viện. Tuy nhiên, tố tụng xác định công ty BMS nhập khẩu robot Rosa từ Pháp về sân bay nội bài, hàng mới 100% và nguyên giá là hơn 7,4 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai đã sử dụng robot này thực hiện phẫu thuật sọ não cho 637 ca bệnh, làm tăng chi phí và gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10 tỷ đồng. Theo cáo trạng, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, hưởng lợi không chính đáng, các bị can Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hiền, Trịnh Thị Thuận, Phan Minh Dung đã tự nguyện phối hợp cùng gia đình nộp khắc phục hết số tiền hưởng lợi không chính đáng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Bị can Phạm Đức Tuấn cũng có đơn đề nghị được phối hợp cùng gia đình nộp lại số tiền 10 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Tuấn đã ủy quyền cho công ty BMS hoàn tất thủ tục tặng cho bệnh viện Bạch Mai hai robot Rosa và robot Marco để điều trị miễn phí cho